Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nga. Hôm nay Nga sẽ hướng dẫn các bạn tập vẽ những mẫu lá căn bản, hai chiếc lá úp vào nhau. Thì cần để chuẩn bị thì vẫn giống như lần trước, mình cần phải có chén nước, các dụng cụ như là khăn giấy, rồi cọ bản, cọ râu chấm bi, bột và cái chén để tập cái nét căn bản lên cái chén này. Vì trước khi lên móng mình nên tập ở cái chén cho nó đẹp, rồi sau đó mình sẽ lên móng sau. Những nét căn bản mình ngâm cọ bản vào nước cho nó mềm đầu cọ, sau đó mình sẽ lau, cũng giống như lần trước mình vuốt cọ nó xòe ra, sau đó mình sẽ lấy bột màu trắng và cũng là màu hồng, mình thấm ra ngoài này cho bột nó bớt. Lấy bột lần thứ hai, tán ra ngoài này, tán ra một mặt phẳng bất kỳ nào đó. Thì các bạn sẽ tập vẽ từng nét, ví dụ như cái nét này, nét lá này, nét của một phần chiếc lá. Các bạn cũng có thể đặt cọ từ bên phải qua bên trái, đẩy nhẹ lên giống như cánh xoay đó, các bạn cũng xoay một nửa vòng rồi kéo cọ thẳng đứng lên, đẩy lên. Mình vẽ lại cho các bạn xem. Đặt cọ giống như khi bạn vẽ một cánh xoay vậy, từ phải qua trái đẩy lên, xoay hai ngón tay đến giữa đầu cánh xoay, dừng lại và đẩy nhẹ cọ lên cho phần đuôi này nó nhọn này. Đó, tiếp tục đó là một nửa chiếc lá. Sau đó mình sẽ vẽ cái nét nửa chiếc lá còn lại, mình sẽ đi từ bên trên xuống, đi ngược từ bên trên xuống và mình cũng xoay giống như mình xoay nửa cánh còn lại. Cái cánh xuôi này là cái cánh nửa cánh, còn cái cánh ngược bên này là cánh úp vô nửa cánh còn lại. Tí nữa mình sẽ ráp hai cánh lại với nhau. Tiếp tục mình sẽ lấy bột, tiếp tục vẽ cái cánh ngược này, vẽ từ trên đẩy xuống, xoay vuốt xuống, tiếp tục ha. Rồi bây giờ mình sẽ ráp hai cánh này lại với nhau thành một chiếc lá. Mình cũng vuốt cọ ha, rửa cọ xong lau cọ khô mình vuốt cọ. Mình sẽ lấy bột, tán bột hai lần đi cho nó đậm nét. Giờ mình sẽ vẽ chiếc lá, ráp hai cánh cho với nhau. Rồi, cánh ngược ha. Đẩy xuống, bắt đầu xoay ngược.